Cháu yêu à, cảm ơn anh đã vì em mà rời xa gia đình, bạn bè để đến một đất nước xa lạ với em. Cảm ơn những hy sinh thầm lặng của anh đã dành cho em. Người con trai mà em yêu thương luôn không biết nói những lời nói ngọt ngào. Vậy hãy để em nói thay anh những lời này. Chồng à, em yêu anh, yêu gia đình nhỏ của chúng ta sau này. Lão cung của ai nhỉ? Em chỉ trêu, em bảo là anh lấy em làm ảnh đại diện đi. Thế là cháu em bảo là thế nếu mà lấy ảnh đại diện thì nhận lời là người yêu anh nhá. Thế bọn em mới cứ nói chuyện từ quan tâm nhau hơn. Thế dần dần thì là thành mình yêu nhau rồi. Của hai cháu thì trăm năm hạnh phúc. Cháu Tuân phải chăm sóc em của chị nhá. Sớm có con đàn cháu đống, sinh đôi thì càng tốt. Sống bên nhau coi như là trọn đời.
bố mẹ giao anh cho chị, mong anh chị luôn hạnh phúc, vui vẻ.